bên Tùng Vi Bán Nhà 17 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn căn nhà tại hẻm 443 nha anh chị. Nhà mình là hẻm 443 sẹt 160 nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 3m6, dài 8m nha anh chị. Đó, nhà mình là có diện tích là một trệt 2 lầu sân thượng nha anh chị. Nhà mình là có 3 phòng ngủ và 3 vệ sinh nha anh chị. Đó, đây là mình đưa anh chị ra xem cái hẻm nhà mình xong rồi vô xem nhà nha. Nhà mình là hẻm xe hơi nha anh chị. Nhà mình cách hẻm xe hơi khoảng chừng 30m nha anh chị. Đây là trước hẻm nhà mình anh chị. Đó, cái hẻm nhà mình là trước nhà là 3m rưỡi anh chị. Đó, quay cho anh chị xem lại nhà của nhà mình nè. Đây là mình hẻm 443 đi vô nè nha anh chị. Đó, còn đây là đi qua đây là nhà mình, đây nhà một trệt 2 lầu, đây 2 lầu sân thượng nha anh chị. Rồi đây là cái đường này là mình đi ra ngoài đường xa nha anh chị. Đó, khu này là khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, đây là nhà mình đây. Đó, nhà đó 2 lầu đó nha anh chị thấy không. Đó, đây mình mời anh chị vào nhà nha. Đó, nhà mình là có diện tích là 3m6, dài 8 nha anh chị. Nhà mình là 3 phòng ngủ 3 vệ sinh nha. Đây là không gian phòng khách nhà mình, đây chủ nhà đã trang bị hết cho mình luôn. Đó, chủ nhà bán là tặng hết cho mình luôn. Ừ, đây mình đưa anh chị ra sau xem nhà bếp nhà mình nha. Đây nhà bếp nhà mình thì chủ nhà có trang bị sẵn là tủ cài bếp nè, máy hút nè, bếp ga luôn nha anh chị. Đó, sẵn hết nhà bếp nhà mình rồi nha anh chị. Đó, đây nhà mình là 3 phòng ngủ 3 vệ sinh nha anh chị. Đây tầng trệt nhà mình là có một cái vệ sinh đây. Đó, đó đây là vệ sinh đây. Đó, đưa anh chị xem vệ sinh đây, tầng trệt đây. Đó, đây nhà mình đây. Đó, bên dưới nhà mình tầng trệt nha anh chị. Đó, đây mình mời anh chị lên lầu 1 nha. Nhà mình là 3 phòng ngủ lớn luôn nha anh chị. Mỗi phòng mỗi lầu mỗi phòng nha anh chị. Đó, đây mình lên lầu 1. Cầu thang mình là chủ nhà là ốp đá hết luôn nha anh chị. Đó, đây là lầu 1. Lầu 1 của mình là chủ nhà có trang bị cho mình luôn cái máy lạnh rồi nha anh chị. Đó, nhà mình là phòng nào cũng có máy lạnh hết luôn nha anh chị, mua về là chỉ ở thôi nha anh chị. Đó, nhà mình á là ngang 3m6, dài 8 nha anh chị. Đó, nhà mình một trệt 2 lầu sân thượng, 3 phòng ngủ 3 vệ sinh nha anh chị. Đó, mình đưa anh chị xem nha. Nhà mình là phường 12 quận 3 nha anh chị. Đây mình mời anh chị ra làm sao xem đây. Đây một vệ sinh nữa là 2 vệ sinh. Nhà vệ sinh mình là có trang bị máy nước nóng luôn rồi nha anh chị. Đây là máy nước nóng. Đó, nhà này là nhà chủ nhà đang ở, chủ nhà bán rồi tặng nội thất luôn nha anh chị. Đây mình mời anh chị lên lầu 2 nha. Đây lầu 2 đây. Đây lầu 2 nhà mình, chủ nhà cũng có trang bị máy lạnh luôn rồi nha anh chị. Đó, lầu 2. Nhà mình là phòng lớn luôn nha anh chị. 3 phòng ngủ lớn. Đây mình quay phòng cho anh chị xem nha. Nhà mình có diện tích á là ngang 3m6, dài 8. Nhà một trệt 2 lầu một sân thượng, 3 phòng ngủ 3 vệ sinh nha anh chị. Chủ nhà muốn bán cái giá là 6,2 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Nhà mình ở phường 12 quận 3 nha anh chị. Đây một vệ sinh nữa là 2 vệ sinh. Nhà mình là có bồn tắm luôn nha anh chị. Máy nước nóng lạnh là chủ nhà trang bị cho mình luôn rồi đó. Đó, đây mình mời anh chị lên
lên trên lầu nha, trên đây cho mình còn một phòng nữa nha. Đó, nhà mình là có giếng trời luôn nha anh chị, rất thoáng nha anh chị. Đó, giếng trời đó, rất thoáng luôn. Mình mở lên là gió nó quạt vô. Đây, đây một mình phòng nữa là ba phòng ngủ nha anh chị. Đó, chủ nhà cũng trang bị cho mình máy lạnh luôn rồi nha anh chị. Đó, anh chị xem nhà, anh chị muốn đi xem nhà, anh chị qua liên hệ cho mình qua số điện thoại 0913781712 nha anh chị. Đó, anh chị cứ alo cho mình sẽ đưa anh chị qua xem nhà nha. Còn nhà có diện tích là 3m6 dài 8m, nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ 3 vệ sinh nha anh chị. Chủ nhà muốn bán là giá 6,2 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Cái này là mình thương lượng chính chủ nha, nhà này nhà chính chủ nha anh chị. Nhà sổ hồng chính chủ luôn, ngân hàng hỗ trợ vay là 80% luôn nha anh chị. Đây một vệ sinh nữa. Hả? Ngân hàng cho vay là định giá là cho mình vay được 80% luôn nha anh chị. Đó, mình quay cận kẽ lại cho anh chị xem rồi đó. Rồi, xin chào các anh chị nha. Anh chị thấy hay anh chị cho mình xin một like nha. Xin chào các anh chị.